Các bác nhìn thấy khối đồng đúc ngốt người, tất cả đều được làm bằng đồng đúc hết ạ, chứ đồng cổ cổ kiểu châu Âu, phong cách kiểu châu Âu ghê, quá đẹp luôn. Tất cả đều được đúc bằng đồng hết ạ, bằng đồng. À, vào máy quay này thì đồng nó sẽ đỏ rực hơn chút các bạn, nó không ngoài là đồng nó màu vàng. Đây đây mới là màu chính thức của nó ạ. Đây màu chính thức của nó đây, các chú ý nhé, màu chính thức của nó đây bác nhé. Không khi vào máy quay là nó phản theo chiều của một số đồ vật đấy. Đấy màu chính thức của nó đây, đây màu chính thức đấy. Sang đây thì nó lại chuyển một màu khác này, nó do cái đấy. Nó do ngược sáng, ngược đèn. Chưa, quá đẹp luôn các bạn. Đấy, em nhìn xem cái chữ chuyện gì đây, 098 à, hay 038 này, này. Tất cả đồng đúc nguyên khối luôn, đồng đúc hết ạ. Này có chú ý nha, đây màu của nó đây, đây màu của nó đây ạ, màu đồng của nó đây ạ. Đấy em đóng cái nắp vào, nhìn bê một khối đồng luôn. À, chiếc đồng hồ gạch kiểu châu Âu đúc bằng đồng này, con này em xếp số tự là số 3, mức giá 25 triệu ạ. 25 triệu, mức giá 25 triệu. Bác nào gọi đợi em chút ạ. 25 triệu bao nhiêu? Sau đây em test chuông cho bác, em sẽ test chuông cho bác nhé. Con này chiều cao 60, 60. Chiều ngang nó tầm khoảng hơn 30. Chiều ngang em đo chân quỳ, chân quỳ đằng sau thì nó rộng hơn. Này, chiều cao nó tầm hơn 30, 32 đến 35 thì khoảng đấy. Hay em test chuông cho bác ạ. Đây. Nhá. Rất đẹp luôn. À, con này điểm chuông này, ví dụ như là bây giờ là 7 7 rưỡi này. Nó sẽ điểm chuông một lần. Đấy, 7 rưỡi nó sẽ điểm chuông một tiếng ạ. Mặt men sứ nhé, đồng hồ số La Mã này. Tiếp tục này. 8 giờ nó sẽ điểm 8 tiếng này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đấy, 8 tiếng. Chưa. Ok chưa các bác? Đấy. Em test lại lần nữa nhé. 8 rưỡi này, 1 này, đúng chưa? 9 giờ này, nó sẽ 9 tiếng này. 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Đấy. Con này con xếp số tự, em xếp số thứ tự của nó là số 3. À, có mức giá là 25 triệu, 25 triệu. 25 triệu. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn nhé, số điện thoại là 08 222 8 1999 hoặc 0911 169 961 ạ. Em cảm ơn các bác nhé.